liên quan đến vụ việc nam hiệp sĩ bị nhóm cướp đâm trên đường Cách Mạng tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ bệnh viện cho biết, các đơn vị y tế đã tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu gồm một hiệp sĩ tên Hoàng bị đâm vào vùng bụng, anh Đinh Phú Quý bị chém đứt động mạch chủ ở tay, anh Nguyễn Đức Huy bị đâm bên hông sườn. Các thân nhân, bạn bè đã thức trắng đêm ở bệnh viện vì lo lắng cho sự an toàn của các hiệp sĩ đường phố. Ngay sau khi đưa vào bệnh viện thì anh Quý và Huy đã được mổ cấp cứu gấp và tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe còn yếu. Các nạn nhân trong số 5 hiệp sĩ tham gia ngăn chặn băng nhóm trộm xe SH trên đường Cách Mạng tháng 8 và bị chống trả khiến 2 người chết và 3 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào tối 13 tháng 5 năm 2018, nhóm hiệp sĩ đường phố này phát hiện một vụ trộm xe máy SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng tháng 8, quận 3 nên đã đuổi theo. Rượt đuổi vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ áp sát băng trộm xe này vào lề. Tuy nhiên, bất ngờ nhóm trộm xe rút mã tấu tấn công. Vụ việc khiến hai hiệp sĩ thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định và anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, tạm trú tại quận Gò Vấp. Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra trong vòng chưa đầy một phút, nhóm trộm di chuyển bằng xe Exciter cầm theo mã tấu. Các nạn nhân đã được người dân gọi taxi đưa vào bệnh viện gần nhất. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh và mở rộng điều tra. Xoay quanh cái chuyện hậu quả đã xảy ra thì chúng ta bây giờ cái đền bù, cái thực hiện chính sách phải giải quyết như thế nào? Chúng ta đã đưa tin rất nhiều. Đây là những người vì việc nghĩa mà làm, rồi phải chịu mất mát rất lớn, để lại cái tổn hại không phải cho cá nhân mình mà nó còn có những cái khó khăn lâu dài cho gia đình, cho thân nhân. Thì công an thành phố theo chỉ đạo của Bộ trưởng, công an thành phố rất đồng tình là sẽ tập hợp tất cả các hồ sơ để đề nghị một là phong liệt sĩ cho hai người đã hy sinh là anh Thôi và anh Nam. Hai là có cái khen thưởng xứng đáng, truy tặng khen thưởng cho những người đã chết cũng như là 5 người còn lại, trong đó có 3 người bị thương. Để muốn làm việc này thì cần phải có thời gian. Như các bạn đã biết thì 3 người mà đang nằm bệnh viện thì một là còn đang cấp cứu, công an chưa tiếp xúc được. Muốn làm hồ sơ khen thưởng hay là truy tặng vậy thì theo cái thủ tục mà tôi cũng không hoàn toàn đồng tình lắm, là cũng phải có ý kiến của người được khen, chứ không phải rằng là chúng ta nói khen cái muốn khen cái là có khen được liền. Hiện nay thì công an thành phố cũng có rất nhiều trường hợp công an thành phố đề nghị phong tặng liệt sĩ nhưng mà đang có cái quan điểm khác nhau, cho nên là cũng có nhiều trường hợp là hồ sơ phải cập nhật bổ túc liên tục mà cũng không chưa được phong liệt sĩ. Việc này thì công an thành phố có trách nhiệm phải lập hồ sơ. Rồi theo phân công của Bộ là Tổng cục Chính trị là cái đơn vị chủ trì, sẽ chuyển cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thẩm quyền công nhận liệt sĩ là của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Và nó cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định. Cái hồ sơ đó phải đáp ứng thì mới được, có thể công nhận, chứ còn chúng ta có thể nói nhưng mà cái kết quả thì tôi nghĩ rằng là không thể có trong ngày 1, ngày 2. Thứ hai là khen thưởng thì nó gồm có cả tập thể lẫn cá nhân, gồm cả cá nhân những người đang bị thương lẫn những người đã hy sinh. Thì quan điểm của công an thành phố là không phải chỉ khen thưởng trong cái sự việc xảy ra vào tối ngày 13 tháng 5 vừa rồi. Cái sự việc vừa rồi thì thật ra thì mình phải nói cho rất thẳng thắn rằng là nếu mà đề nghị vậy là không thuyết phục. Bởi vì cái nhóm 7 hiệp sĩ này là không bắt giữ được hai đối tượng mà lại bị thiệt hại. Nhưng mà cái thành tích của cái nhóm này thì công an thành phố ghi nhận rằng trước đây đã được khen thưởng rất nhiều vụ bắt giữ và nhiều việc là chưa được khen thưởng. Trong đó thì tôi khẳng định là ngày cũng trong cái nhóm trộm cắp của Tài và Phú thì trong 4 đối tượng bị bắt
thì có hai đối tượng là do cái nhóm liệt sĩ này, nhóm hiệp sĩ này bắt ở tại phường 15 quận Tân Bình và bắt ở Hóc Môn, nhưng mà cái vụ trộm lại xảy ra ở quận 12, cho nên là quận 12 đang thụ lý hai đối tượng trộm do chính cái nhóm này bắt giữ và chưa được khen thưởng. Và cái sự việc đó mới xảy ra ngày 31 tháng 3 và ngày 2 tháng 4 vừa rồi thôi, chưa có cái hình thức khen thưởng nào. Thì để khen thưởng cho nó đầy đủ thì phải tập hợp hết từ khi hình thành cái nhóm hiệp sĩ này, hiệp sĩ đường phố này thì đã tham gia phát hiện bắt giữ được bao nhiêu, và bản thân công an thành phố cũng phải tự xem xét lại trong những cái vụ phát hiện đó thì công an thành phố, từ cái phát hiện đó công an thành phố đã mở rộng ra phát hiện thêm được những cái gì do các cái băng nhóm tội phạm khác, mà cái từ thông tin và cái hoạt động của cái nhóm hiệp sĩ này mà chúng ta phát hiện được. Đó là về cái các cái trình tự thủ tục việc khen thưởng và phong liệt sĩ. Thế còn cái ý cuối cùng là thực ra thì tôn vinh tôi nghĩ nó cũng cần thiết, nhưng mà trách nhiệm với người sống là nó quan trọng hơn. Ủy ban nhân dân thành phố thì đã cam kết là sẽ đài thọ tất cả các cái chi phí điều trị và mai táng. Tôi cũng có thông tin các cái báo, ví dụ như báo Tuổi Trẻ cũng có nhận được cái hỗ trợ của bạn đọc, và công an quận 3 cũng có báo tôi là rất nhiều người liên hệ muốn hỗ trợ. Cái việc này thì công an thành phố theo cái tổ chức là giao cho phong trào sẽ có trách nhiệm là tập hợp hết và xem xét cái thiệt hại cũng như hoàn cảnh của hai người đã hy sinh, ba người đã bị thương, để có cái hỗ trợ đền bù cho nó tương xứng. Nhưng mà quan điểm của công an thành phố, bằng nguồn lực của công an thành phố, của Tổng cục Chính trị, của Bộ Công an, của những người hảo tâm và các ban ngành của thành phố, thì quan điểm của công an thành phố là cố gắng, không phải chỉ có cái bù đắp một lần được, mà phải xem xét theo ý của Bộ trưởng là hoàn cảnh nhà cửa của cha mẹ và đặc biệt là con chưa thành niên, để đảm bảo có một cái nguồn tiết kiệm, một cái nguồn vốn để đảm bảo cho chăm sóc, kể cả những người già cần phải nuôi dưỡng và người chưa thành niên, để chăm sóc người chưa thành niên, đảm bảo cái việc học hành cho đến lúc trưởng thành. Thì đó là một số ý của Bộ trưởng, mà chấp hành ý của Bộ trưởng thì tôi xin thông báo lại các bạn. Không biết rằng là có cái thông tin nào chưa rõ thì tôi sẵn sàng giải đáp thêm, nhưng mà cũng xin nói trước các bạn, án thì đang điều tra. Tôi chỉ có thể khẳng định là với chứng cứ vậy thì chúng tôi đảm bảo rằng là bắt đúng người đúng tội rồi. Còn các tình tiết ly kỳ của vụ án hay là sau đó nó sẽ như thế nào xoay quanh cái vụ án thì chắc tôi sẽ không nói thêm. Cái chuyện mà chúng ta cần trao đổi với nhau là cái mô hình liệt sĩ, cái mô hình hiệp sĩ và cái giải quyết chế độ chính sách đối với những người bị mất mát trong cái vụ án này.